Bá Hai qua đây phụ lợp xưởng bắt xưng Hùng canh nhà hả? Nay giống Tết rồi phải không ngoại? Tết tới nơi rồi. Dạ không, nghe cháu hỏi không? Tết tới rồi ngoại, ngoại có nghe rụng ràng chưa? Tết tới rồi ngoại có nghe rụng ràng chưa? Có. Dạ. Chị Út thì bây giờ cắt dây nè. Ham Tết. Tết thêm tuổi nữa. Xuyến thì cân ký nè. Dạ, đông vui ha. Chị Sơn Ca thì đóng gói. Rồi chút xíu nữa mình thấy nhiều nhiều mình gom lại mình hút chân không ha. Tết con cháu về đông vui ha. Hôm nay ngoại đi cũng dữ ha, nay chưa về tới nhà luôn. Lên cầu Bãi vô Phước Ty quay ngược trở về đây. Ngoại đi 3 chứ 4 ngày. 4 ngày hả? Có gì chưa em hả? À đúng rồi, bởi về được một ngày rồi đi chích ngừa. Dạ bữa nay tăng nhân sự ha, có ngoài ngoại nữa là 4. Ủa má Nam ẩm Sơn Hà đi đốt nhang à? Ủa Sơn Hà thức rồi, Sơn Hà thức hả nội? Trời ơi để đeo thôi nội. Chứ đâu có tăng gì đâu nhân sự. Tăng số lượng thôi chứ còn không có tay làm. Nói ra thì ship vô kìa. Yeah. Nãy Hoàng Sơn định bỏ máy xuống để làm phụ. Nhưng mà bỏ máy xuống chắc cả nhà mình sẽ ngủ gục theo. Tại cái máy mà cứ để đó một tiếng đồng hồ chắc ngủ hết ráo. Ê hey, bà Xuyến kìa. Tụng tiệm. Có bốt nè, chào bốt. Ăn vô sữa không bốt? Ăn vô sữa. Sữa ở đâu con? Ăn vô sữa. Sữa ở đâu con? Ăn sao ấy? Ở đâu con? Anh đốt nhà coi. Lên đốt nhà ăn vô sữa hả? Trời ơi, thả nó ra nó chạy là dí không kịp luôn. Ngủ con giấc dài dữ ha. Dài quá. Bữa nay về sớm không chị? Dạ hả? Kêu bố. Dạ nay chịu kêu bố dữ à. Trời ơi, mai về vui ha. Mai con Út về không? Dạ. Mừng con trở về hả? Mừng con về nhà. Mới đây 2 năm nhanh quá ha. Cả nhà thấy ba người làm rất là nhanh ha. Hồi nãy tưởng đâu có mình Xuyến với dì Út ha. Có chị Sơn Ca hỗ trợ nữa. Với lại ra có người đông vui làm đặng đỡ buồn ngủ. Chứ làm này hồi ngủ gật luôn á. Một mình ngồi buồn ngủ lắm à. Một mình ngồi chắc gục vô cái thau là sướng ngủ luôn. Bởi vậy giống như đi cấy ha. Và mà phơi nắng cả ngày mà không cho nói chuyện chắc xỉu ngoài đồng hết. Chắc buồn quá. Dạ. Ra ngoài đồng ta nói chuyện. Dạ. Hồi xưa như bà ngoại rồi còn hò nữa không hả? Hò. Bà ngoại hò đối đáp. Hò đối đáp. Cái thời bà ngoại đó cũng hò nữa. Hò đối đáp. Hỏi ngoại coi ngoại còn nhớ hò không? Mẹ, hồi xưa mẹ hồi xưa đi cái hò đối đáp dữ lắm hả mẹ? Đáp ngoại còn nhớ câu hò nào không? Mẹ. Đáp với mấy anh vũ mạ hả mẹ? Đã hà sướng hả? Đáp với anh vũ mạ. Mấy anh bỏ mạ hồi với mấy anh bỏ mạ mẹ. Đi trên bờ nữa. Dạ hả? Ngủ ha. Ừ. Quay mấy ông thanh niên đi trên bờ. Ghẹo hả mấy ông liên hò ghẹo hả? Cũng còn nhớ chưa. Tính ra cũng hay ha Sơn ngày xưa. Hò mà chứ bé. Hò à. Hồi xưa còn giữ thử trần á. Dạ. Mà tính ha hay chứ. Tự nhiên đâu mà nhớ ra câu hò. Vậy nó thương nhau luôn á. Rồi có khi kết nhau từ câu hò đối đáp luôn á. Bớ anh ba đó hả? Bớ anh hai hả? Áo mặc sao qua khởi đầu với anh hai hả? Má trả lời với ba làm sao? Ba giúp thư. Ba giúp thư tỏ tình rồi má trả lời nha. Ba giúp thư hỏi. Hỏi về má có thương ba hôm là cha mẹ tới nói. Rồi má trả lời bà nói cha mẹ phải sanh khởi định.
chứ áo đâu có mặc qua khỏi đầu nó bớt khẩu hai. Hồi đó kêu được chị ba hả? Tại cái xóm bà cố ở chỗ xóm Vinh đó. Dạ. Hồi đó là có mấy cái chồng giật tay. Dạ. Rồi cái ông bắt cỡ. Ông bắt cỡ, cái ông viết trả lời, ông nói hỏi ý gì chứ bà. Cha mẹ quốc tế chứ chứ đâu có phải chứ không, tôi nói ngang nói vậy ông bắt cỡ. Nói cha mẹ phải sanh phải định chứ áo mặc đâu có qua khỏi đầu bớt cậu hai. Ý mọi nói hả, cha mẹ anh đây bước qua kia cả. Dạ. Chứ đâu có dám. Chưa có dám mà trả lời liền bây giờ á. Nói chị là chịu rồi, mới nói chịu rồi đó. Rồi. Chịu là cũng như là chị. Chỉ cần ba mẹ đồng ý là được. Nói theo hiện tại là ngoại đã bật đèn xanh. Chứ phải nói thôi tôi không chịu đâu, thôi anh ơi tôi đã này nọ không. Còn cái này còn chỉ đường là, hoặc là em còn dạ, nhỏ lắm. Dễ đường sẵn rồi. Cũng bớt cậu hai rồi hả? Bớt cậu Út. Bớt cậu hai. Bớt cậu. Hồi đó qua đi cưới đi cắt lúa cho với bực cố với ông ngoại á. Dạ. Mà ví dụ như 10 gốc lúa. Dạ. Của chủ ruộng bắt đầu hai bó lúa kế đó là của mình. Dạ. Là 12 ăn 2 hả? 12 ăn 2 ơi. Dạ. Cái bó kế của mình cái cắt ngắn chắc cho một đống bó không được. Chứ vậy đang bao nhiêu hả? Đang nhiều bó không được, cái bây giờ không biết làm sao, cái mượn người ta bó cái mắc cỡ ông ngoại bó. Dạ. Ông ngoại bó. Ờ đó mình tám mẫu đèn. Dạ. Tám mẫu. Dạ. Tám mẫu hả? Quá trời không. Nó nhiều quá mà nó ngắt quá đâu có được. Dạ. Còn là bông không, nó bông sâu yếu nữa. Nó cũng cười đó cả. Bó cũng hưởng ứng tới đông lúa ăn cái cắt tổ mẹ. Mày nhắn lộn. Bó không được. Không biết. Cái sao bó mới vậy? Rồi có cùng cậu hai bớ giùm hả? Bớ giùm. Mắc lãi cậu hai. Cậu hai ơi bớ giùm tôi. Cậu hai bớ giùm tôi vậy? Chị này lấy lúa ăn hả nó ơi? Cái ông Sam nó xếp vậy. Ông có tổ mẹ. Rồi ông gánh đưa lên bờ. Ông đưa lên bờ giùm hủ cậu hai ra lắm. Sợ luôn. Rồi ông gánh đưa lên bờ. Ừ. Bởi vì sao dai vậy? Bà trao dây qua. Rồi trao dây qua. Mẹ gánh về. Ra kỷ niệm của bà ngoại luôn. Kỷ niệm là bó lúa có dắt thừa chắc không bó lúa. Dắt cây thừa dắt bó lúa. Cái mẹ đi lên cái ao á. Dạ. Cái mẹ với bà Hai Diễu là một tuổi nhỏ hơn bà ha, bà mấy tuổi với ba. Dạ. Cái bà phạch ra bà coi. Sao mẹ thấy, sao mẹ biết trong đó có lá thư của ba? Cô Hai nói, cô Hai Diễu nói. Dạ. Chị nãy anh hai tôi có nhắc lá thư cái bó lúa chị á. Yeah. Có bữa ông gánh đưa lên cái lồ vậy. Yeah. Là sao cái vụ bó lúa đó là chịu luôn á hả mày? Vậy ông giỏi như chịu. Quăng bánh bèo luôn ơi. Quăng bánh bèo nè. Rửa chưa sớm mà bánh bèo hả? Ừ. À, tới giờ sẽ hàng rồi. Con cân đi mẹ lấy bánh bèo cho chị Hương rồi. Rồi giao sơn hà đó. Bà cục chưa. Chị em nói cục chưa. Bà ngồi bà ông ông ngó ngó cặp mắt. Bà thấy hơi kỳ kỳ. Ông ngó cặp mắt làm như ngó mà không dám ngó ngay má. Mắt cả ngó tới tới chỗ khác. Thầy nhớ hoài ngó xem tới tới chỗ khác. Ngó nhưng mà cố tình cho biết là đang ngó phải không? Nhớ hoài luôn, ông ngoại lên đó, ăn cơm trưa. Rồi ngó của ngoại kỷ niệm đó, kỷ niệm đẹp đó. Có khách hả chị? Ở đó trên bà ngoại nghèo lắm, không có ruộng. Dạ. Sao phải chia được mẫu đó. À, giờ làm giờ phải chạy đi bán hàng. Tí xíu nữa mẹ sẽ ra phụ. Cơ Sơn Hà đi kiếm nội nè. Sơn Hà ơi. Chạy đó. Để cho đi kiếm nội này. Qua má hai, trời ơi nó qua má hai ơi. Rồi vậy sao má hai làm gì vậy? Trời nó quậy cái bếp. Thôi, tưởng nó bóc lạp xưởng, bóc cái bánh ăn. Dạ nó ngon. Có chừng bếp.
Rồi con ngồi đó đi, ngồi xuống. Ngồi chỗ đây, ngồi xuống. Ngồi xuống đánh đi, ngồi xuống đánh chịu. Sơn Hà ăn lúc 7 giờ hả em? Ngủ trễ cho ăn trễ anh chị. Ừ. À. Giờ. Dạ. Hồi nãy giờ mình hỏi cái mối tình bà ngoại của ngoại. Dạ. Rồi giờ tới con đi. Hồi gì? Đó anh đi hôm qua hỏi sao? Gì mới tình gì Út đi. Hỏi áo mặc có qua khỏi đầu không hả? Mới của ai vậy? Con Dũng á, Dũng Út hỏi áo mặc có qua khỏi đầu không? Cái Dũng nói gì nè. Bây giờ ốc cung còn đầu không hả anh ơi? Nó cũng cười nó kìa. Nó biết gì mà cười không biết đó. Cười hả con? Thấy người ta cười cũng cười nó ha sao hả? Năm này lẹ quá ốc ha. Thêm tuổi nữa rồi đó. Dạ, tuổi. Lây quay cái thêm tuổi. Ngoại ham kìa. Nhiều con ham Tết lắm. Mình ham quá ha Sơn ca. Dạ, hồi lúc còn nhỏ phái Tết đếm lắm. Từng ngày, từng tháng Tết á, nặng mặt còn đẹp. Rồi á, được đi ăn chè. Được ăn chè, chứ cả năm đâu có được ăn chè đâu. Đâu có quán nào bán đâu. Vui gì đâu. Dạ. Bán hột vịt lộn. Chè đá bào. Chè đá bào cho mình. Con mới về hả? Lúc mới về á. Chị Liên là sau này. Là con vui đó ha. Dạ. Vô cắt hai chiếc ra đó. Rồi ta xiến cân lại à, cũng được dây chèn nữa ha. Dây chèn sản xuất á. Còn nếu người Út chân công chút xíu nữa xong việc rồi anh bỏ máy quay anh thúc phụ. Mai mình bắt mèo ổn chưa lắm đi ca. Chị Hương đâu rồi, chị qua hả? Chuẩn bị bánh bèo. Bánh gì đó. Ai về con ăn một dĩa rồi ứng hưởng luôn. Ê, một dĩa mẹ nó ăn hết sạch ra. Ăn một dĩa luôn mà. Dĩa con phải con luôn. Ngọt lắm mà. Bánh bột. Bánh bột. Bánh bột. Dĩa luôn mà. Rồi đã chảo phải không? Giờ xiến đi cho Sơn Hà ăn rồi. Rồi má nằm vô cân phụ. Sơn Hà. Trời ơi. Con đi ăn kìa. Đi ăn kìa. Tới giờ đi ăn kìa. Nè. Tưởng chừng nào ăn thịt. Ơi. Đi theo mẹ kìa, nhanh. Trời ơi, giỏi. Dọn dẹp nữa. Ở đây là mát ha. Thoáng quá chừng. Hồi bữa hôm qua Dũng bắt được con sao, ủa con cưỡng đó sao? Có người ta thoát ha, sao? Chứ. Chứ đâu tự nhiên trong tự nhiên có. Đâu có cưỡng đúng không sao? Dạ. Cái chắc của con đó. Hả? Của con đó. Đem trả đi hả? À, hỏi kêu tả con đó là sao? Chị Sơn ca tả là nó có hai cái chân. Hai cái cánh. Có màu gì Sơn ca ha? Có màu lông chim. Sai à, con. Vậy hả chứ màu gì vậy? Yeah. Lông trắng thì được, có mà không phải lông màu nâu mà màu đen trắng. Mà chân nó có nâu không nè? Không. Và cái miệng nó có nâu không? Đen. Hả? Cái cánh nó có nâu không? Không có màu nâu. Dạch lông ra có nâu không? Sao kiếm sao cho được cái màu nâu là đúng hả? Vậy mẹ giấu không vậy? Chắc dám đời con chim hả? Chim có màu nâu là đúng hả? Nuôi rồi, cưng quá. Ủa này không có con nó biết nói. Nhà có con này không á. Nó lợi á. Mà dạ. Bắt không có được. À, không con Sáu. Không con Sáu cháu nghĩ cũng tên ta thuần quá, nó biết nói sao. Dạ. Nó đứng ở trên cây đước á sao. Mà nó kêu mẹ coi ở đâu cái gì mà mẹ sao mà mẹ ơi con Sáu nó nói mẹ nam mô a di đà phật.
giống như người ta dạy á, sao cả rồi nó xảy lòng á, không được. Nó ở đâu đó hai ba ngày rồi nó đi luôn, mà buồn nó sợ vậy. Nó đứng nó mẹ mẹ. Cho nó ăn thì nó ở hả? Không biết làm sao cho ăn nữa con, ở trên ngọn cây á. Dạ. Con tưởng là khác, con sáo khác ăn. Đúng rồi. Ngoại này 93 rồi mà ngoại còn ham Tết. Mẹ mình 93 tuổi là mẹ không ăn Tết. Mẹ sợ tuổi nó khỏi lắm tuổi. À nhắc tới Tết là về rầy á. 50 sao năm bốc hay dữ vậy nào. Mẹ bốc nhanh quá chừng. Ngoại giờ chừng nào về nhà ta? Phải chừng nào về nhà? Chừng nào về nhà Tết ngoại? 15 hả? 16 về. 15, 16. Rằm hoặc 16. Dạ. Ủa mà rằm bánh có gì không mà? Không, tại đỉnh dài vậy. À, về tưởng đâu có tiệc tùng vậy bánh. Không bốc hay không Khanh? Dạ, nó bốc hay. Bốc hay cho Trang luôn. Đó, giờ làm là phải nhanh tay vậy đó, mà chị Sơn Ca phải nhanh lên, nếu không là không có đủ tô để mẹ sang qua. Nó hơi dắt xíu. À, Sơn Hà vô trống quậy kìa. Mẹ Xuyến chuẩn bị đồ ăn cho nó. Hâm cháo vô cho nó em hả con? Hâm cháo cho nó ăn má. Bà vui đuổi về cũng vui quá chứ. Dạ. Giống không khí Tết ngoại ha. Ê, ngoại thấy đường là ngoại làm phụ rồi. Dạ. Yeah. Yeah. Tiếc quá. Tiếc hả ngoại? Mới lắm mà tại không thấy đường. Dạ. Mày giỡn lắm chứ sao? Hy vọng Tết năm nay em đang về ngoại chơi ha, vui mọi năm ha. Đợt này cái mùa Covid đó cả nhà, ở xứ mình thì đã chích 3 mũi hết rồi. À, nhưng mà hy vọng nó mùa dịch nó im, nó không có bùng phát, à, để bà con mình có thể về ông bà nè Tết nhất thăm hỏi. Tới giờ ăn nó quậy la mà không chịu ăn. Nó chiếc chưa về tới giờ. Dạ. Nó thấy mẹ nó sửa sạch đầu rồi cái bắt đầu cái nó né mẹ, nó cười thấy ngọn. Nó né mẹ, nó lợi nó né. Đủ cho mà. Thì yếu một chiếc. Kiếm sao bự hơn xíu mới được. Ừ. Rồi thấy không phải nó cũng sơn ham về ngoại tiếp đâu. Em ở trỏng em ti cũng vậy nữa. Sao không? Hôm nay là đã thương về ngoại. À. Tết nay về ngoại chắc vui lắm ha mẹ. Vậy lâu lâu mới gặp mấy dì mấy cậu, anh chị em. Mà nhà mình vui nhất vừa mùng 1 nhà mẹ ha nó. Ha dạ. Quá chừng vui đủ mặt hết hết sao chú? Hết rồi đó. Dạ. Rồi nãy giờ cũng nhiều rồi, chưa có hút chân không ha. Mọi năm á thì giờ này là ngoại đã chuẩn bị đủ hết rồi, gạo nếp để chuẩn bị làm bánh tét. Rồi mấy năm nay thì ngoại không có làm nữa, ngoại giao lại hết cho con dính nè. Với mấy gì về mấy gì tự xuống bếp. Tết thì mỗi năm á mình về ngoại trước chơi buổi đêm cũng vui á vậy Út. Sao mình không về chơi bữa tối 30 mà mình gì ai cũng mất công việc. Dạ, ai cũng nhờ công việc. Tức là lúc còn trẻ thì về được, rồi giờ lớn cái lớn không biết ăn giao thừa con. Dạ. Vậy năm nay ở lại đây ăn giao thừa nha. Đâu được con. Tết má về nhà má chứ. Đâu được con. Tết má phải ở lên nhà má. Vậy là Tết này Út ra đây đón giao thừa nha. Tết bảy ba về ở nhà. Con có hẹn. Con hẹn anh Bảo cậu Bảy hết rồi. Ừ, là... rồi mùng 1 mình sẽ về ngoại. Năm khỉa rồi đó. Dạ. Thường về đây không? Chứ ở nhà mình cũng buồn. Ủa, mấy đứa em đi chơi á sao? Dạ. À, mình văn nghệ chòi đá đi. Đừng guitar cũng được. Mọi năm thì dân Út Tết ngày Tết hay bận.
đánh nhạc văn nghệ. Hay có người ta kêu số sao? Dạ. Mở đây cho chị. Cái này đông người làm vui chứ ít người làm cũng sợ ha. Ngán nữa. Dạ. Giống như nhà mẹ hồi đó bánh in á. À, làm cả nhà kéo về làm phụ mé chứ là một người. Dạ, làm ngày làm đêm luôn. 500. Cút sau dạ. Mình chị em năm cũng làm 500 luôn á. Dạ. Tại vì lo tranh thủ làm sớm á. Dạ. Tuổi đâu phụ nữa. Làm hơi nó đã đời nó rồi nó đâu thèm phụ nữa. Tại Tết ai cũng bận rộn người về bắt nhận bánh in cả đêm nữa, chị không nói. Dạ. Quá, nói mẹ là nghỉ không làm đi mà mẹ nói cứ người ta vô không có bánh in cái buồn thấy người nghiệp ta. Thí dụ gần đây ngày hôm đó dụ mình bán được 50 cái là mình làm không có bán được Tết. Mình khả năng mình 50 cái làm 50 cái thôi, cái đầu cái khách vô cái thấy thiếu cái ráng lên 60 cái đuối. Thí dụ vậy đó. Ráng không? Ngày nào cũng ráng. Cái ngày 27 là nghỉ là rồi là hết ráo rồi. Thì à. Không có còn tới ngày 28 để bán. Ngoại giờ mẹ kìa. Rồi mẹ nói gì? Tôi nghiệp ngại quá. Nói gì? À. Giờ đứa nào rồi ngoại thì mốt hả? Chị con rầy lại nhiều hơn. Anh đâu dám lạy hết không? Làm gương hả? Bây giờ chị rầy ngoại thì nhìn xương hơn ca đó. Còn ở trong phim đó mẹ rầy ngoại. Anh đi ăn đâu chị? Đi sửa đồ xem. Dạ, cực quá ha. Trời ơi, còn mắc qua đây phụ lập xưởng nữa. Bữa nào xương ca về nha, cũng ra ngoài. Dạ. Để hương cắt nha. Rồi, phụ xương xong à. Là bác cái cắt rồi. Có tại liền. Ủa sao không đi ăn? Ăn đi. Mới cơm hả? Chờ làm xong lưng bụng hả? Chưa làm, chưa dám lãnh công phải không? Chia lẻ thì cắt sạch thôi. Đó, làm đi rồi có thêm nghề mới luôn hả? Lập xưởng. Nhìn giống pháo mà chị Hương. Hồi xưa nhớ bên ông Sáu đốt pháo quân dữ mà ha. Nhà giàu quá, pháo dữ. Mình làm pháo sẹt, xóa sẹt thì được phép đốt, pháo bông thì không được đốt. Nhớ lúc đó, đó nhà lầu đàn ông ba bay á, đốt cái rổ bay lại đây cháy đống rơm của ông Sáu. À, dạ. Rồi bây giờ về Úc làm thợ máy luôn. Thợ máy. Rồi chưa bật điện hả? Dạ gạt lên Úc. Rồi đè xuống. Trời buông ra được rồi. Đó, lâu ngày không làm mà quên ha. Ở đó đâu cần bao tay, nó nằm trong bịch rồi mốt. Dạ. Đó, quên nữa là thấy không? Hồi trừ lương đó nè. Quên cái là trừ lương, quên cái trừ lương. Bỏ bao tay cũng bị trừ. Không, con nên bỏ bao tay cũng bị xem. Kiếm lý do trừ lương hả? Nói chút giận á, làm giùm mà còn nói ra thấy ghét bỏ về luôn. À, tự nhiên có to thêm nhân sự nữa cái nhanh quá chừng ha, 4 người luôn nè. Nhân sự này cũng đâu quá. Toàn nhân sự chiến rồi phải không? Vô là làm hả? Ừ. Ừ. Cái khen hả? Hồi chị Hương nói bác Hai đừng có dục bỏ mấy mo cao nha. Em kéo về em đốt cho sáng mùng 1 luôn. Đó kéo về lần đi. Đó thấy bỏ ngoài lộn hà, tại đó đâu có làm được xưởng đâu, đã kéo là hai tay rồi biểu tôi đi mua thịt. Dạ. Muốn làm anh Hương. Ừ, muốn làm ăn Tết. Làm bao nhiêu ký là Tết làm cái chục ký thì
thì xưa ở đây cũng chưa bán á, chị Sơn Ca cũng xuyên làm đó, làm ăn Tết rồi biếu á. Dạ. Rồi cái bà con nói nhờ chị Sơn Ca làm giùm, làm giùm cực quá thôi làm bán à, không thấy cực. Ngoại thấy gì Út chắc ngoại vui dữ ha. Hôm nay lâu rồi không có về gặp con gái Út. À, để thử coi gì Út ra coi điều không nha. Kiếm lý do trừ lương đó nha. Thăm dọa qua lắm ơi. Ở vậy Út nói thứ bảy này vô Út có tiệc hả? Tối không? Em về á sao? Tối hả? Ờ tối đi chơi. Dạ dạ. Tối chơi mát mẻ. Ừ. À, vậy là cả nhà mình tối thứ bảy vô Út quậy tưng bừng bở nha. Hai năm trước cả nhà mình có coi một cái video không? À, tiễn cậu Kobe lên đường nhập ngũ. Nay cậu Vi ra xuất ngũ rồi. Về làm phó thường dân hả? Chắc tối mai chắc con thức trắng đêm quá. Con về hả? Con về đi luôn một tăng tăng hết à. Là không được về hay là không có về phép tại dịch đó không? À dịch là mùa dịch không về phép không được. Không có cho. Dạ. Sợ vô rồi bắt công bị dính ở bên ngoài. Chứ người hồi kia bình thường hết. Dạ. Này thấy cái khâu này bắt đầu chậm rồi đó, hình như là đói bụng rồi nè. Chị Sơn Ca nãy giờ chắc được một đống rất là lớn rồi nha ha. Chị Út làm không kịp. Hết rổ luôn rồi. Hết chỗ đựng. Đó, để coi công đoạn dồn ứ là chỗ nào. À, trừ lương rồi đó. Lương rồi đó. Dồn ứ chỗ gì Út vậy? Hình như gọi là bị kỵ hay sao mà cứ kiếm lý do hả? Ai mẹ con tôi tuổi thì sao? Tuổi quá. Không chỗ này không được rồi. Gọi là gì ta, ác cảm hả? Cứ kiếm chuyện hỏi chỗ nào đi trừ lương chỗ đó không. Đó, thì bây giờ chỗ chị Sơn Ca là còn rất là nhiều chưa hút nè. Chỗ chị Sơn Ca lại bị ứ rất là nhiều chỗ, mẹ là bỏ đầy tô rồi nè. Vậy là có mình với Út thôi. Còn chỗ chị Hương thì cũng cắt rất là nhiều để mẹ sắp vô nè. Vậy là cái khâu cuối cùng. Cái khâu cuối cùng phải chạy. Không không, cái khâu cuối cùng là chỗ gì Út là phải chạy nhanh hơn. Bị ứ. Ngay chỗ chị Sơn Ca thì bị mẹ ùn ứ cả chục tô. Ngay chị Hương thì sẽ cắt ra cho mẹ một rổ. Mẹ cũng giỡn. Mẹ cái đám tô rồi nè. Nói cho vui cả nhà ha. Chứ cái này mà ông chủ người quản lý chèn á, mà kiểu này chắc cũng bị công nhân chắc quýnh chạy không kịp. Đâu phải đông nữa. Rồi nói chứ bây giờ mình phụ dọn dẹp cả nhà ha. Bữa nay ra hóng gió làm lập xưởng đón không khí Tết. Ngoại ra đây ngoại cũng thấy vui nữa nè. Đó, mọi khi cái chòi này là để nấu những món ăn truyền thống, bắt đầu vào mùa vụ Tết á, cả nhà thấy là làm liên tục luôn. Rồi nói vậy chứ Hoàng Sơn cũng sẽ sắp xếp thời gian để quay cho cả nhà mình xem ha. Chứ cũng sẽ không có quay nhiều về làm lập xưởng như mọi năm đâu. À, năm nay mình sẽ tranh thủ làm thêm vài món ăn ở quê. Rồi Hoàng Sơn cảm ơn bà con rất là nhiều ha, đã ủng hộ lập xưởng Nam Việt trong thời gian qua. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo nha. À, bây giờ em sẽ đi dọn cái tủ lạnh. Ừ, cái này nè. Bị ấy. Rồi cái này thiếu tem mày. Rồi lại trừ lương ai đây? Trừ lương dốt. Dốt nữa hả? Đó cả nhà, sau khi tem nè, nó đỏ đỏ vậy nè. Rồi mình phải đông lạnh. Đông lạnh thì nó trắng lên ha. Cái nào không có tem trừ lương ăn không Sơn Ca. Rồi bye bye cả nhà. Không có tem mà để bỏ vô. Đó đó, không có tem mà bỏ vô. Con vô tội. Con vô số tội.